Xin chào tất cả các bạn, chào mừng bạn quay trở lại với mình là Dung Hoa đây. Thế hôm nay mình sẽ vẫn tiếp tục với Tap Do Toity Epic Battle nhầm Tap bạn nhá. Đấy, thì các bạn bảo là mình làm cái gì mà Phật Tổ hay cái gì ấy, Phật Tổ. Ok, thì lần này mình sẽ làm bạn nhá. Mình có hai con đây, con này do mình tạo ra. Thì tại vì cái con trong bản này nó khác, trong bản kia của mình nó khác nữa các bạn. Nên là mình sẽ, đây sẽ là thằng Dung Hoa 3 trong phiên bản này. Rất là đẹp trai luôn các bạn nhá. Lúc mình cho nó to đây nhìn rất là đẹp. Đây con này là tét máu với ba, con này ba không, nhiều vãi nổi ra. Ok thì mình sẽ tạo nhá các bạn nhá. Ok thì hiện ảnh cái mặc một cái áo cà sa. Đầu hạt rẻ các bạn, đầu hạt rẻ trước. Biết có cái đầu đi không bạn nhỉ? Bạn bừa đi các bạn. Fantasy không được. Đầu mà kiểu nó đốm đốm như là có xít ấy. À đây đây, có cái vầng hào quang này thì được này các bạn. Cần một cái đầu này nó có xít xít trên đầu ấy, nó cứ như là có xít trên đầu ấy các bạn. Ok, không có phải xin mà kiểu nhờ mấy quả nho à, đúng rồi, nhìn giống mấy quả nho ấy. Thì mãi không thấy đầu kiểu đấy các bạn, khó thật đấy. Thì mãi không thấy. Sẽ chọn bừa một kiểu rồi đó các bạn nhá. Giống tí các bạn nhỉ. Đấy, tay Phật Tổ có râu các bạn nhá. Vì không tìm thấy cái nào nó không có cái tóc nâu nâu cả các bạn. Tạm chịu. Áo thì như nào? Áo kiểu như là một bên hở đây rồi. Đầu đen đúng không? Từ chỉnh tóc này thành một đen cái. Ê khoan, mà mình có thể chỉnh tóc mà. Chỉnh màu tóc mà, cần gì đúng màu đâu. Cần đầu nó hạt rẻ tí thôi là được. À đây đúng không? À đây đâu, đây có đầu samurai hay sao ấy. Phải đầu samurai quá. Ok, khó tìm phết quá. Đây là đầu ông thần rớt rồi, không nói làm gì rồi. Thôi cho tạm này đi quá, cho tạm nhá, quá nhá, không có cái đầu tóc kiểu hạt rẻ. Đấy, một đen xì luôn nhá. Áo thì sẽ là áo màu vàng. Vàng tuyền luôn, đây. Ai màu gold, gold này quạt nhá. Áo màu gold tiếp, đấy gold này đấy, chưa. Sao thì gold này nhìn giống con shit thế nhỉ? Thôi, bỏ bỏ. Được không được? Một trận chia lâu đi quạt, gold nhìn nó ước kiểu gì ấy, chia lâu quạt nhá. Nhà đi đấy, thưa. Có tội có cái sấm sét kia nó hơi khác rồi. Rồi cậu một bên vai nhá, xong tay đưa lên. Quần như thế nào ta? Quần bình thường là quần giản dị đấy các bạn. Quần kiểu không phải bó bó mà nó hơi xóa xóa đấy các bạn. Tát thì chỉ có quần cái kiểu quần xóa xóa đâu nhỉ anh em. Chắc lẹo lại phải đi tặng. À, đây. Đây có cái quần đùi này các bạn. À lộn, có cái quần Nike cao các bạn. Nhìn hơi ngố đi thôi nhưng mà mình chỉnh màu xong là được nhá. Này này. Đấy, bây giờ kẻ sọc vàng luôn, xịn chưa. Đây Nike cao nhá, kẻ sọc vàng luôn. Đấy, trùng màu luôn các bạn nhá. Đấy, nhìn từ xa chắc không nhận ra đâu, yên tâm đi. Nào, đi xếp không ta? Xếp không? À đi trên đất các bạn. Tay đeo vòng. Okay. Vòng. Đấm vàng các bạn. Không được. Tìm cái gì nhìn chất chơi người rơi tí. Đây rồi, Legacy đi các bạn. Đấy, nó có cái ánh sáng ấy. Nhìn tượng trưng cho cái gì vàng vàng đấy các bạn. Chứ không có. Chà. Thì ở đây có chân có cái gì không? Chân thì có cái gì các bạn?
có cái chán thì nó lại có cái ấy, quạng chán lại có một cái đấu hạt trên đầu. Có cái hạt ta. Con thỏ đầu ngoài. Ngoài khổ khổ. Con thỏ cu cu. À, mắt mắt như là mắt mắt đen tuyền bình thường thôi, mắt không phải gót gót gì hết. Mình sẽ cố gắng tạo làm sao giống như có thể các bạn nhá. Không chắc là có thể tạo giống được đâu. Chịu chịu, không không có cái hạt trên đầu được bạn. Chọn cái giày giày thì không cần. Thế nào. Tai to mặt lớn này. Có cái chữ trên thân thì không làm được rồi. Mặt như này, ok ok. Đơn giản đấy các bạn, xong rồi xong rồi xong rồi. Ngoại hình thì đơn giản, không 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 có gì khó. Đến lượt phần chọn skill đấy các bạn. Thường trụ tay vào đúng không, hoặc một tay để trên tay ở dưới, mình sẽ cho tay nè. One hand. À, one hand là dùng một tay, two hand là dùng hai tay các bạn. One hand. Tay á, đâu. Two hand dùng một tay thôi. Ok, một tay giơ lên à. Tay giơ lên. Không biết được bạn vì trong ảnh này nó có một tay giơ lên, một tay để dưới. Một tay giơ lên thì làm sao được. Ê, mình sẽ phải cầm cho nó cầm cái giáo đấy các bạn, cho cầm cái giáo các bạn nhé. Giáo nó sẽ thể hiện được sự giơ lên. Spear đâu ta? Ê, cầm gậy, cầm gậy. Ấy, cầm gậy, ôi ôi. Giáo đâu? Spear, spear. Ai mà cầm cung. Spear. Đây. Cái thao. Đấy, one hand thôi, quản nhiều one hand thôi. Đấy. Rồi cái này thì hay bắn trưởng ánh hào quang lấp lánh. Sẽ cho là Wiza đây các bạn nhá. Và ánh hào quang lấp lánh là Wiza. Đánh, đấy. Trời đánh đấy các bạn, đấy, trời đánh đấy. Ơ, nhưng mà nếu vậy thì nếu như mình cho Vocabo, Vocabo, Duck Peasant, Canify, Nghĩ Gà, Dao, Độc, Thần Rớt, gì đấy, đạn à, ném đạn à, xem nào. Thế cái ném đạn này mạnh vãi đời là, nhưng thôi bỏ đi, mình sẽ chọn Wiza các bạn nhá. Ok, Wiza, Wiza. Chào. Để thử xem cái sách nhá. Book này. Bờ o. Đây rồi. Nhà book bạn. À đấy đấy đấy, mình đang định chọn cái đấy đấy. Project Ximia Magic à, xem có không. Project Ximia Magic, mình định cho con này nó chọn ra cái đấy các bạn. Cho Phật tổ chọn ra cái đấy. Project Ximia Magic. Hình như không có đấy các bạn. Anh nhé, lại một tay cầm quyển sách à. Được, cũng được. Hai tay cầm ấy. Đúng rồi. Đi rồi, hai tay cầm quyển sách là không ổn. Tay cầm quyển sách, một tay cầm giáo à. Thế nào. Kỹ các bạn nhá. Suy nghĩ đến các khả năng nè. Bay trên không là chắc chắn rồi. Bay trên không. Vì mình không có cái gì để ngồi nên là phải bay trên không bạn. Đỡ đoạn mà nhé. Thì kỹ trời đánh cũng được. Trời đánh, đánh chơi trời đánh. Đỡ đòn, đỡ đòn. Né đòn này. À không không không. Này, cu đi. Né cực kỳ nhiều tuyệt chiêu luôn chứ sợ gì. Xong đánh bật lại các bạn nhé. Có cánh à. Ôi cánh thì bỏ đi các bạn. Cánh này nó biến hóa thành ấy đấy các bạn. À đánh bật lại đâu. Shogun các bạn. Mình sẽ cho. Đây. Shogun. Shogun. À đây đây đây. Blast Storm xem nào. Bắn bay rồi thì nói. Né này. Ui tao đâu.
xịn, chính xác là cái mình đang cần đi rồi. À, còn cái thường là hay giơ một tay chứ bao giờ Phật giơ hai tay đâu ta, hoặc chụm hai tay ở dưới. Một sách bỏ đi quạt đèn, một sách bỏ đi tay thôi bạn. À, Phật đó, ok đó, đây rồi. Máu thì sẽ cho khá là cao đấy các bạn. Đây à, cỡ thì cũng phải to lên chút. Nhé rồi, nhé tí thôi, nhé một tí để cho nó có khả năng bay được. Phật tử to vừa người bình thường để nó có khả năng bay. Tốc độ di chuyển là 20. Tấn công là thường với con này tốc độ tấn công mình sẽ cho 99. Đam sẽ là 70.000 đi. Ok, 70.000, ok. Chụp quả anh phát quả nhé. Nhưng là không có kiểu, không có cái gì để cưỡi. Rồi, chắc là đồng thời lúc này mình sẽ tạo ra một con gì đó. Nó con này là để tiết máu bạn, có kiểu như con này là để tiết máu bạn nhé. Sẽ cho con này cầm úp bạn nhé. Máu thì không nhiều, tốc độ đánh thì phải 9999, đam phải 9999, ok. À, hai cầm hai quyển sách tri thức bạn nhá. Ok, một con tên đam, một con tên máu xong rồi. Cái du này mình đã cho một con này vào đâu. Ok. Trevor. Bắt đầu tuyên lạc bạn. Bây giờ quay chắc cũng được rồi đấy. À, khoảng phút rồi. Chơi cái này đi bạn, Legacy đi. Thử tí các bạn nhé. Rồi, ok. Đây. Ủa này, úi giời, phải tổ giá tiền nhiều chưa? Tiền hết cả mình luôn này. Đấy, dùng cái bài. Thực ra cái con của mình nó thiên về hiệu ứng. Cậu mình không muốn con mình quá mạnh mà mình muốn con mình nó thiên về hiệu ứng hơn. Nhờ này. Ô, đánh phát chết luôn rồi. À, đúng rồi, phải tổ cho một điện chết luôn mà. Một trời đánh này. Ui, đánh điện. Ôi, cái chuyện kia đâu? À, thế cái tuyệt kỹ xoa mát đâu? À, mình đợi. Úi giời, phải tổ đi nhanh thế nhỉ? Ai à, có cái vòng đi theo các bạn. 2, 1, 0. A skill. Nào. Ơ, sao lại sắp xét cái xoa mát đâu? Ờ, thử kệ đi. Đấy, em vừa đánh xét đấy. Úi giời, một phát chết hết luôn. Mạnh đấy. Thế nếu như bây giờ là số đông thì sao ta? Số đông thì không thể giật phát chết hết được. Đấy, giật từ bạn. Đâu, cái chuẩn kỹ xoa mát đâu? Đây rồi. Được cái xoa mát đi rồi. Nhìn đẹp phết các bạn nhỉ. Ái chà chà, chất lượng. Thế nhưng mình điều khiển đi sao? Từ các bạn ơi, để mình chỉnh audio các bạn nhá. Có vẻ như là âm thanh hơi to à. Mình chỉnh xuống. Trời, xịn chưa? Đấy, ít nhất cũng phải mạnh được chứ các bạn nhỉ. Đấy, mắt lác này. Anh em nào thấy xấu thì không cảm cho mình nhé. Tại vì mình không nghĩ ra cái gì mình xem trên ánh mạng được các bạn. Đây, cũng cầm giáo đây. Và giơ tay lên. Treo. Nhé được hết luôn, xịn thật. À, đối đầu với thuốc lồng đi các bạn. Để test máu nhá các bạn nhá, test máu nhá. Ôi dồi ôi, nó nhé được các bạn. Nó nhé được rồi. Này thì Ôi, không sao, bạn không ăn thua. Chà. Nhơn. Sổ xong luôn. Ok, chắc lần này mình sẽ thử cho tờ kinh các bạn. Nhà vua. Vừa. Châu, một xe đánh này. Yeah. Xì. Một đi nhà vua cứ đến đây ở trên này. Gục ngã trước cửa thiên đường bạn. Ôi dồi, ra chất thành đống này bạn. Ừ. Rồi sao? Rồi mây bạn. Bạn ơi.
xem nhé bạn nhé, mình lâu lắm mình cũng không chơi tab nên mình cũng không thấy được cái cảnh hài hài hước của nó bạn nhé. Xin chào các anh, có anh nào, ôi ôi, có ma quỷ nào nó chui ra khỏi đây được bạn, nó chui ra khỏi khu vực của thần phá la ông rồi, chết bạn. Gì đấy, mình vàng à, à vàng lấp lánh anh kim, à đây, đây là ánh nắng bạn tặng cho em, ánh nắng bàn mai. Tán người yêu không có tiền vợ, anh sẽ tặng cho em rất nhiều ánh nắng như thế này đấy, kiểu thế đấy. Thế không có tiền, lấy tiền đâu ra tặng hoa xem nào. Xác này, ơ cái ông pha ông đâu nhỉ? Pha ông chắc là mình lấy được bạn. Thực ra thì ở đây có một cái này, một cái bí mật ở đây bạn, là cái bảng này này. Đấy, mình cũng quên mất cái bảng này là cái gì rồi các bạn. Thỏ ai ấy? À, poacher. Ok, mình sẽ thử barista nhé các bạn nhé. Từ, mình không biết mình cường hóa nó lên chưa. Bạn đồ là book nào. Quên này, click flat on, ok. Giữ chân lại các bạn. Bắn em đi. Ô né, đúng rồi, né. Ôi, không ăn được. Ăn mũi lao nhưng mà không chết được bạn. John này, sẽ đánh ý. Đúng rồi, thực sự thì người điều khiển nó vip hơn nhiều bạn. Nào, cũng là thần với nhau, đây là thần rớt, kia là phần tổ, đây là 12 thần rớt à. Ok, ném xét ông này thì đánh xét bạn thế nào. Ôi ôi, đi ăn mình cũng né được xét được bạn nhé. Đây, né này, đấy. Nào. Ôi trời luôn này. Ui trời, không ăn được bạn, khó rồi. Đầu trâu bạn ngựa, ngư ma vương. Nhân. Ui dồi ôi, ngư ma vương kìa bạn. Thật tội nghiệp. Quả này ăn lẩu trâu xào xả ớt đi bạn. Ôi trời, nách trâu rất là nhiều bạn. Hai con trâu húc nhau, một con chết với một con què. Ờ, cái gì ta, lá nhà giàu cầm dao bầu gì mà cái gì à, gì mà nhỉ, mình quên rồi, cầm dao bầu cái gì ấy, cái gì mà hai con trâu ấy, thịt dâu xào với thịt trâu xào với su hào, còn bỏ hành vào là không ai ăn đấy, thịt trâu xào với rau cần bỏ hành vào là sung như điên đấy, mình không hiểu ấy, mình là thằng bạn sơn ngoài nó chết bạn biết có đúng không. Đúng rồi, vòng hào quang lấp lánh đứng ở giữa đây, nó hút nè đấy. Ôi rồi xong, những nạn nhân đây rồi. Ôi rồi ôi, bị trời đánh chết hết bạn ơi, bạn đánh chết hết nhá. Nào, à đúng rồi, liệu có bị đóng băng được không ta, mình cũng đang tò mò đây. Bắn đi, liệu có đóng băng được không. Không bạn, máu trâu quá, không đóng băng được. Ok. Kề quá. Chịu rồi, giật phát xét này. Ấy, giật phát xét. Mấy con yếu con này giật xét là ăn thua quá nhá. Ờ. Nào. À, thì trong bản này mình chưa có Goku bạn. Trong này mình chưa có Goku nên là mình không so sánh với Goku được. Goku của bạn, Goku Blue ấy, bạn sợ quá rồi em. Mình cài đặt, mình kiểu mình hồi đấy mình cài đặt rất là mạnh luôn bạn. Lúc ấy mình cài đặt cực mạnh luôn. Tài kiểu cứ phúc phát chết luôn đấy nhá. Bạn này thì may ra mới có trưởng Kamehameha các bạn nhá. Legacy với đối thủ xứng tầm này. Người buôn rượu bạn, đây mình sẽ thằng này nữa. Sao đây? Anh em thấy gì không? Rượu của nó bị lút xuống đất này. Ôi trời ơi, nó buôn rượu phách rồi. Đây hiện tượng quá, người quá nặng dẫm phạt phát là thùng rượu nó rơi xuống đất các bạn. Rồi xong. Đến giao rượu mà đời tấn công à. Này thì nhờn này. Ấy, ấy thì từ mình có thể dùng thùng rượu đúng không? Không có thùng rượu đâu. Ấy, trời ơi, quả này có bữa rượu free các bạn mà này. Bác đây thùng rượu này sướng, bạn có bữa rượu free rồi. Ui. Chết bay lên trên không, xanh cả người luôn này. Mày chưa xanh như thế. Mày xanh cũng thằng bay tít lên cao luôn này.
Ôi ôi, thế này này, đang trượt thì ngã, ôi, tai nạn nghề nghiệp các bạn, tai nạn nghề nghiệp. Pizza các bạn, bắn ra các tia sét trưởng xuống kia, con này rất là mạnh. Đấy, quy độ, ú, không ăn thua lắm. Rồi, tạo cái vòng dưới các bạn. Ui, 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 này, 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 bắn xuống, bắn xuống, bắn xuống, bắn xuống, bắn xuống. Bắn xuống này tạo một cái đẹp. Ê, quy đông quá các bạn. Thực ra thì nếu như mình để cho nó tự đánh như thế này này. Đấy, đẹp chưa? Bay lên trời phát là nó giật phát. Yeah, trời đánh. Ủa, trời ơi. Ok, thần thoa. Thần sấm rồi, thần thoa được bạn. Ok, hiệu ứng đẹp bắt lắm nhỉ. Từ từ, lại. Cho thật nhiều thần thoa các bạn nhá, nhìn này. Bạn nhìn này, nhìn nữa. Khi tất cả mọi người đập búa xuống này. Ui, một cái cột sét khổng lồ các bạn, một nguồn năng lượng khổng lồ bên trong này, mình chỉ cần thôi. Ô, chị chưa, bên này có một tia, bên này có đống tia luôn này. Ô, nổ té, đất đá bay tung tóe, nhưng mà ở dưới đất thì chả sao, mà đây là đất làm gì có đá đâu. Bay tít lên trời các bạn, nhơn. Thật thôi, đập nạ, đập em đi, úi ôi, đập không ăn thua các bạn. Chị đứng vào giữa các bạn nhé, đứng vào giữa. Nào, ui, lại thần lại giật rồi, thần thoa lại giật rồi. Xe bay đây, điều khiển thì sẽ nhanh hơn các bạn nhá. Mà này mang cả vũ khí hạng nặng và xe tăng là các bạn nhá. Úi trời ơi, ui anh em có thể thấy. Xe tăng này đi hành nhau các bạn. Thì nghe anh em bấy lâu nay, à không, đây là vụ việc kinh hoàng. Người lái xe tăng gọi là chơi đồ bốc đầu các bạn ấy. Uống rượu bia các bạn nhớ nên bốc đầu các bạn nhớ. Rượu bia xong bốc đầu. Đây mình nhớ cái có cái hầm xe tăng các bạn nhá. Có cái hầm này. Giống như là mình cứ chu như này này các bạn. Em hiểu không? Chu như này này. Thế quái nào nó ấn mình xuống được các bạn nhá. Đấy. Đây là cách các bạn kiểu các bạn cứ này. Các bạn cứ đi thật nhanh vào. Đấy, đi tăng tốc hết mức kia xong bạn đi thẳng đập đâm thẳng một đá nhá các bạn nhá. Đá khả năng đẩy các bạn xuống rất là cao. Và nó xin xuyên tường các bạn. Nãy sao mình làm được cái gì ta? Mình làm gì mà mình đẩy được nhỉ? Ồ, không được các bạn. Chỉ biết là nếu mà các bạn áp dụng cách này, các bạn có thể nhìn xuyên tường được các bạn. Rất là tốt. À đây, cái hầm xe tăng ở đây các bạn nhá. Đấy à. Rồi đây, đến lúc trước xe tăng ở trong này các bạn. Chiến tranh di tích để lại. Ừ. Có ánh sáng thì vẫn lại sáng. Xong này nhìn rất là tối các bạn. Đấy, người ta hầm bom đấy các bạn. Ui, xe tăng bắn này. Ý dồi, nó bắn nổ. Úi dồi. Ôi, nhưng mà xe tăng nổ hết rồi. Xe tăng hàng phá ke rồi. Ui, cái đầu kia nó còn xanh le, xanh lét này. Rồi xong. Giết hết được bạn. Nghe em đây. Cận cảnh đây. Khói mù mịt bốc mù rồi. Thề với cái khói trong này nó ngưng động lại. Nhìn phê vậy các bạn nhìn nhá. Đấy, nó kiểu xuyên qua ấy. Ừ. Thì test nhanh tí các bạn nhá. Ở chó super boxer đấm đi. Super boxer mạnh phết. Ê, không ăn thua rồi. À, Dark Pageant. Đông dân bóng đêm. Một trưởng có chết đâu. Hai trưởng, ba trưởng, bốn trưởng. Ui, Dark Pageant là một đối thủ kỳ cựu đấy các bạn. À, đầu cắt bòi mang chủ cái bang ấy. Ai dạ, ai dạ, ai dạ, ai dạ, ai dạ. Nếu để mình điều khiển thì là một câu chuyện khác. Đấy, liên hoàn trưởng luôn. Muốn để xem lượng sát thương bắn vào xem nào. Ồ, không ăn thua các bạn. Châu lắm. Đan được củ chuối. Thua. Ờ, nó mình rớt xuống đáy được bạn. Ăn thua. Đáp Bezen máu trâu của Super Bezen là máu yếu nhưng mà đáp to các bạn. Một giật. Đâu giật đâu xét đâu. Úi rồi. Vẫn thắng được bạn. Ăn được. A à, chà, ui máu nhiều trâu vãi đồi luôn bạn. Giật mình. Sao ấy. Đi rồi. Ui khỏe lắm bạn. Mấy thằng Super Bezen luôn nhá. 25 thằng này. Ô, 25 thằng.
năng và máu như này. Ở xong rồi. Mày cứ nằm nằm nữa, giật ở dưới các bạn. Chịu. Rồi đến vua quỷ này, vua quỷ các bạn nhá. Bắn chết một phát là nó hóa này. Đấy, thề luôn, bọn quỷ này nó bắn chết phát là nó hóa các bạn nhá. Đấy, đây, bắt đầu hóa đấy. Úi dồi ôi. Em nhớ nhiều lốc xoáy ngang dọc khắp nơi em này sao. Nó giật, nó bay tung tóe các bạn. Nếu để mình thì... Ui, ấy nhờ. Ôi, nhưng... Cái bọn vua quỷ này nó có một cái lỗi sao ấy. Thời đánh tránh ngang các bạn. Đã, xem nào. Nào. Đây này. Thế nhưng bọn vua quỷ này có cái lỗi. Ôi, bọn vua quỷ này nó có cái lỗi các bạn. Ô, cái gì đây? Cái gì đây? Lốc xoáy di chuyển à? Đây đây, có cái lỗi là kiểu cái đằng xét của visa nó giữ lại các bạn. Ui, lốc xoáy di chuyển các bạn, chắc chết rồi. Sao? Chúa quỷ giờ trở thành chúa hề. Chúa hề các bạn, kiếm nhìn đẹp thế nhỉ. Ok, fantasy god thì cho con này rất là mạnh. Thế rồi em chưa đúng ánh sáng. Đây, em biết tại sao mình bảo mạnh không? Ý, trời đánh luôn. Đây không phải gọi là trời đánh bạn. Đây. Này giờ này. Ô, con này bất tử à? Hả? Con này bất tử à quan? Đâu vẫn chết đây? Cho đông lên xem nào. Đây này, con này bất tử à? Con này mới tựa à? Ơ, cái bọn này nó có thể kháng được sức mạnh của thần bạn. Alo, ăn một xe là chết đấy chắc. Lác bạn, lác giật voi quần nhỉ. Úi, giật voi hai mặt trưng đây rồi. Ôi xong, hiểu hết rồi. Chỉ cố gắng điều khiển người trên này các bạn. Ôi thôi xong, hiểu luôn. Nào, cuối cùng với fantasy god chùm Cho Crono các bạn nhá. Ấy, Crono các bạn nhá. Á chà chà. Úi dồi ôi, bay tít lên trên này cơ à. Ôi ôi. À, cái chùm phản diện này căng thẳng ấy. Được ấy. Ui. Ô. Là ông vua có khác bạn. Ừ, ông vua của God có khác. Ui. Phải nói là nếu mình búp hết sức mạnh ấy là con này nó cho quả bay tít lên trời luôn bạn. Đấy, bây giờ. À. Con này nó giật bất chấp thời tiết các bạn nhá. Con này nó giật bất chấp thời tiết. Đấy, giống như là mình. Giống như là con này chủ yếu nếu như mình cho tăng tốc độ đánh thì nó sẽ thắng được bạn. Ồ, đây là một đối thủ xứng tầm đấy các bạn. Ừ. Để rơi xuống phát là đấy hạo này. Hạo này. Bắn phát lên trời này. Ui. Cho điều khiển các bạn nhé. Để cho nó bắn này. Ui. Không trúng được cái nào ạ. À. Không bắn được bạn. Tầm này không bắn được. Ui. Ui rơi phát chết luôn bạn. Ui. Chuyện đá các bạn. Thằng Ronan Mancher này nó khỏe quá. Không ổn rồi. Nào, đến thời kỳ du, đây sẽ còn két máu. Đã đi. Đúng lắm bạn. Phải đặt. Đi. Ui, bay thích được cạo. I can fly. Uầy. Bay cao quá bạn ơi. Ok bạn. Rồi từ từ để mình cho con này ở đây này. Chạy. Thôi đừng đánh nữa. Nha, bay cao quá bạn. Ok được rồi. Sẽ điều khiển được bạn. Điều khiển bạn nhá. Ok, chặt liên thanh, người liên thanh. Ôi nó. Nó bay đi lên trời các bạn. Đi lên trời luôn các bạn. Đấy, cho quả bắn đi lên trời luôn nhá. Em nhỏ, úi dồi. Vậy là quá trắng, trắng như một trắng tít lên trời này. Không biết là gần như bao nhiêu món. Tí, quán không ổn. Chủ quá bạn.
Đến gu là con này đam to lắm. Ờ sao? Biết thừa là mình sẽ tinh máu cho nó. Quân này mình cho đam to lắm. Chết rồi. Đam to nhưng mà vựa vào cái này thì nói phải tổ chui thẳng xuống đấy lúc bạn. Ở đây cũng là một con có thể khắc chế được này. Cái nó bắn nhiều quá các bạn. Đây này. Wow, what the hell, không ngờ nó bắn nhiều đến như vậy các bạn. Ui. Ui, nó đuổi tít lên trên này luôn các bạn. 100% mà vẫn thắng được bạn. Và sẽ đấu với chùm cuối xung quanh ba bạn nhớ đây, chùm cuối đây đá tiền không tranh nhau mấy gấp 5 lần nữa bạn. Úi rồi, uầy sao thế quái này, cái con của mình nó bị làm sao mà nó lúc nào nó trở thắng vậy. Ở sao phải tổ đâu rồi, tí gì kia luôn bạn. Ôi con của mình trở mạnh thế. Ôi ui à, ôi dồi ôi, nhưng mà ăn một thế nào, con của mình nếu như không đánh thì sao, ăn một set. Ui con của mình nó có lợi thế là em hiểu không, là nó bắn rất là sớm, em nhìn nhá, nó bắn rất là sớm này đấy, kiểu như là và khi bắn ấy là nó sẽ kiểu nó cái xem này nó còn nhiều hơn, nó tạo ra một cái kiểu giống đom đóm các bạn. Ui nếu như mình được phải đi. Chết thật. Từ. Ui mình điều khiển nó xịn nước mà. Các bạn chỉ có lát mà này đi nhé các bạn nhé. Rồi. Một tia sét gọi là đây, gọi là một tia Kamehameha của Goku chẳng thẳng lên trời các bạn đấy. Ôi ôi tính ra cái đường này nó thẳng tắp các bạn nhé. Và đúng là Kamehameha của Goku thật. Mà nói về độ đam to thì độ đam to nhất. Bắn phát mình chết luôn mà. U 5 con nó trưởng. Wow. Chết hết này. Đấy. Chết hết các bạn. Chết hết luôn các bạn. Red Victory luôn. 20 con các bạn nhớ. Này. Slow motion các bạn nhá. Này slow motion này. Ôi nó giật luôn cả Phật tử. Đây. Ui. Úi. À không, lỡ nhập vào cho đỡ lag bạn. Ở xong nó nổ quả này chết luôn này các bạn. Rồi chắc clip mình đến đây kết thúc nha các bạn. Nếu quan ai dùng một like xem đăng ký nha. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye. À chưa chết được. Ai mày. Thôi, ui nhưng mà lắm quá. Chịu rồi. Ôi rơi xuyên mặt đất rồi. Thôi, tạm biệt các bạn. Bye bye.